Hôm nay mình giới thiệu các bạn linh kiện mới là chai to, và bài chủ yếu cũng là mình giới thiệu về chai to lớn cực. Ký hiệu của chai to trên mạch thì bạn sẽ thấy ký hiệu của nó là chữ T ABC hoặc là Q ABC. ABC là cái số khối cũng như số thứ tự của con chai to trên mạch đấy, người ta sẽ đánh dấu trên từng mạch điện. Các bạn sẽ nhìn thấy hai cái ký hiệu này là phổ biến. Chai to thì có hai loại. Với chai to lớn cực thì bạn phải thấy hai loại, thứ nhất là loại NPN. NPN. Đây là cái con chai to ngược. Chai to này thì gồm có ba cực. Thứ nhất là cực B, C và E. Cực B thường là cái cực chân đưa tín hiệu điều khiển để khuếch đại. Và cực C, cực E là hai chân gấp nguồn với chân tiêm mát. Tiếp theo là chân to thuận là cái dòng PNP, thì cũng có ba cực như vậy. Thì các bạn sẽ nhìn cái chiều mũi tên, các bạn sẽ thấy với cái chiều mũi tên như này, cái chân to này thì cái cực dương nguồn sẽ cấp vào chân C, và chân E này thường sẽ hướng mát hoặc là mối quan có điện trở. Với cái loại PNP chân to thuận thì các bạn sẽ thấy nó ngược lại, cái mũi tên chiều sẽ bắt đầu, chiều mũi tên bắt đầu từ chân E. Vậy thì cái chân E này sẽ là chân mà cấp nguồn và đưa lên chân C, chân B sẽ là chân điều khiển. Thì chai to thì có các ký hiệu chai to các bạn sẽ thường thấy là với theo cái quy chuẩn của Nhật, thì các bạn sẽ thấy là ký hiệu của Nhật họ sẽ đánh dấu là A, B, C, D. Ví dụ như A564, B733, C828 hoặc D1555 là những con mà bạn sẽ gặp thường xuyên. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là với cái dòng AB, ví dụ A và B ở đầu như này, thì nó là chai to thuận PNP. Và cái dòng C với D thì các bạn sẽ thấy nó là cái dòng phục vụ vận chuyển chai to ngược là PN. Với cái dòng A và C ở đầu có ký hiệu A và C thì các bạn sẽ thấy đó là cái chai to với công suất nhỏ nhưng mà làm việc với tần số cao. Còn với cái lửa bên này chúng ta sẽ thấy là chai to với mặt B và D sẽ làm được công suất lớn nhưng mà làm được tần thấp. Đấy là theo quy chuẩn của Nhật. Theo quy chuẩn của Mỹ thì các bạn sẽ thấy những ký hiệu của Mỹ đầu tiên là 2N và 2N bao nhiêu đấy, cái số này các bạn sẽ tra trên datasheet thì các bạn sẽ thấy cái ký hiệu, cái dòng A, cái ký hiệu làm việc của nó. Tiếp theo là quy chuẩn của Trung Quốc, thì bắt đầu Trung Quốc sẽ bắt đầu bằng số 3 và tiếp theo là hai chữ cái. Chữ thứ nhất thì cũng có ABCD thì cũng như của Nhật là sẽ ký hiệu được là chan thuận, chan ngược. Chữ thứ hai thì các bạn sẽ thấy cái đặc điểm của nó, ví dụ như ký hiệu là XP thì là làm việc với âm tần, AC thì là làm việc với cao tần. Cái số thứ tự phía sau là số thứ tự sản phẩm, thì các bạn sẽ thấy những cái con chan ví dụ như là chan là 3 A P 25 thì ở đây thì các bạn sẽ thấy số thứ tự, cái chữ cái là chan là chan thuận và cái làm việc ký hiệu quan tận, rồi cái số thứ tự của nó là số 25. Thì các bạn sẽ tra được tất cả những cái tính trên này. Thì các bạn thường thì mình sẽ hay vào trang Autodesk. Các bạn sẽ tra được những cái đặc tính làm việc của từng loại chai to trên bảng. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy những con chai to mà trên mạch thực tế. Đây, mình có hai con, đây là con công suất làm việc cho cái mạch bên này. Thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây là Q. Chữ Q ví dụ đây là Q6B. Và đây là Q5A. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy trên này một ký hiệu chữ Q. Đây là chai to. Hoặc là như ở đây, đây chúng ta cũng có con Q8A và Q8. Thì các bạn sẽ nhìn thấy đây chai to có những hình những con to và nhỏ rất là nhiều. Hoặc là ở đây thì các bạn cũng thấy ở đây có một con chai to nữa ghi Q, nhưng con này đặc biệt hơn, con này chai to trường. Thì các bạn sẽ nhìn thấy ba chân của nó ký hiệu là G, D và S. G, D, S nó cũng tương đương với cả B, C, E. Thì ví dụ ở đây là cực G, D, F. Các
các bạn sẽ thấy cái chân to trưởng thì nó sẽ làm việc ký hiệu xung số nhiều hơn. Các bạn sẽ thấy một ký hiệu hơi khác một chút. Thì đây chủ yếu giới thiệu chân to lưỡng cực. Tiếp theo là cách đo kiểm tra chân to. Thường với chân to lưỡng cực thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy là mình để thang nhân 1 và mình sử dụng hai que đồng hồ đo. Đấy, với cái chiều đo như này thì các bạn sẽ thấy là kim đồng hồ nó không lên. Kim đồng hồ đây không lên. Mà ta đảo lại. Các bạn sẽ thấy nó lên. Đó, vậy thì cái chân chân mà mình giữ nguyên ở đây thì nó là chân B. Chân giữa chân C và chân này chân E. Và các bạn sẽ đo giữa C và E nó phải không lên, nhưng vào chai to sẽ còn dùng được. Còn nếu mà nó về không, những tín hiệu là hết thì các bạn sẽ nghĩ là con này đã bị đánh thủng và đã hỏng rồi. Thì ở đây mình cũng có một con chai to nữa. Đây các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ khác với vừa rồi, các bạn nhìn thấy mình giữ nguyên chân đen. Nhưng mà con này nó sẽ không lên, con này thì sẽ ngược lại, chân to này chân đỏ. Giữ nguyên và chân đen sẽ di chuyển giữa hai chân CE, đây là chân B ạ. Thì đây là con chân to thuận A1493. Thì với con này các bạn sẽ giữ nguyên cái chân đỏ ở đây và các bạn sẽ đo chân đen sẽ lên hai bên. Còn con Chanito này là con C5200. Thì với con này là Chanito ngược thì các bạn sẽ nhìn thấy là mình sẽ giữ nguyên que đen này, cái chân B và mình sẽ đo vào hai chân này. Các bạn sẽ thấy nó lên. Lên kim hồ. Vừa rồi mình đã giới thiệu các bạn về linh kiện điện tử mới đó là Chanito. Xin nhân ảnh cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.